Xin chào mọi người quay trở lại với CVK TV. Mình là Linh. Thì hôm nay tập chuỗi series giới thiệu về những cái sản phẩm được nhập khẩu và phô chính hãng bởi nhà sản xuất Semiki. Thì mình sẽ mang đến mọi người sản phẩm đến từ maker AND. Maker này thì mình đã giới thiệu rất là nhiều cái dòng sản phẩm rồi, thì mình sẽ giới thiệu một cái dòng sản phẩm nó gần như là mạnh nhất cũng như là tượng trưng nhất cho cái maker AND này. Đó chính là dòng cân GR. GR thì model hôm nay mình sẽ giới thiệu GR200. Đây là một cân phân tích cân chính xác 4 số lẻ. Thì mọi người sẽ xem xét được cái tính năng và những hiệu quả của nó ngay sau đây. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem xét tổng quan thiết bị này. Ở đây là studio của Semiki. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về cái ngoại quan thiết bị. Thì ở đây chúng ta một cân phân tích. Nó có bao gồm cái thành phần chính như thế này. Nó bao gồm cái mặt màn hình hiển thị này cùng các phím chức năng, rồi phím bấm ở đây thì in chìm để bảo vệ cho các bàn phím. Thứ hai là chúng ta có các mặt kính để chúng ta có thể là cân nó không bị ảnh hưởng bởi gió cũng như là nhiệt độ của môi trường hoặc là các loại bụi bặm bám vào, thì chúng ta đều có thể di chuyển được hai mặt của cái bên cân và phía trên nóc nữa. Rồi, rất cực kỳ tiện dụng cho mọi người. Thêm một cái tính năng rất là hay, đó là thiết bị chúng ta nó có thêm một cái cần gạt để chúng ta cố định cái cánh cửa này. Ví dụ như mình chỉ muốn mở một cánh thôi bên kia, thì mình sẽ mở cái này xong mình đóng cái cánh này lại. Đấy, là chúng ta sẽ cố định được cái cánh cửa này, không cần phải thay đổi. Rồi, phía tiếp theo mình sẽ giới thiệu về cái mặt lưng của thiết bị này. Thì ở đây chúng ta có cái AC adapter để cắm nguồn. Rồi, ở thiết bị này chúng ta có cái nguồn riêng nha, không chúng ta không thể dùng các cái nguồn khác để cắm vào. Nó có một cái nguồn đặc biệt, nên là chỉ dùng cái nguồn của thiết bị này để cắm cho máy này thôi. Rồi, thứ hai nó có một cái cổng kết nối RS232 thì chúng ta có thể là truyền dữ liệu cũng như là có thể điều khiển cái cân này trên vi tính. Thì Semiki sẽ có tặng kèm những mọi người một cái CD ở đây. Một cái CD WinCity của cái AND để chúng ta có thể download phần mềm này và miễn phí khi chúng ta mua hàng thông qua nhà phố Semiki sẽ được hỗ trợ cái phần mềm này. Rồi, tiếp theo ở chúng ta có cái thông số khác của nhà sản xuất. Rồi, phía này là có một cái cổng để nối đất. Rồi, đó là về ngoại quan của thiết bị này. Tiếp sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách chúng ta thao tác cũng như là sử dụng cái thiết bị cân này. Thì mình sẽ giới thiệu thêm, hồi nãy mình chưa nói là thêm một cái, chúng ta có thêm một cái bảng, một cái miếng dán phía sau này để chúng ta có cái bảng để chúng ta so sánh cái tính năng của nó, hay là cái data memory function. Rồi, và thêm đó là cái manual của thiết bị rất là chi tiết bằng tiếng Anh, viết rất là rõ ràng và dễ hiểu, chúng ta có thể xem ở phía trên này. Rồi, thì mình sẽ giới thiệu mọi người cái thiết khi chúng ta lắp đặt thiết bị cân này như thế nào. Thì đầu tiên chúng ta đã cần kết nối nguồn, thì mình đã kết nối dây nguồn ở đây. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu lắp đặt đĩa cân. Rồi, chúng ta cần một cái miếng nó đâm xíu. Ta thao tác nó rất là nhẹ nhàng. Rồi, như thế là chúng ta đã hoàn thành cái bước chúng ta lắp cái bàn cân, thì chúng ta khởi động thiết bị lên. Rồi, ở đây thêm một cái chứng nhận xuất xứ đến từ maker AND. Bảo hàng này là hàng chính hãng, thì nhập khẩu phân phối bởi nhà phân phối Semiki. Rồi, mình sẽ để phía trên. Rồi, đây là màn hình hiển thị của thiết bị. Rồi, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua những phím tính năng ở trên cái màn hình này. Thì ở phía mọi người thêm có hình chấm tròn này, đó chính là cái biểu tượng để chúng ta biết là cái khối lượng cân ta nó có ổn định hay không. Tại vì đây là cân phân tích thì nó sẽ độ nhạy rất là cao, đôi khi chúng ta cần một cái chế độ nhẹ hoặc là hơi thở thôi thì nó cũng thay đổi cái khối lượng cân. Thì ví dụ như mình sẽ bật cái cân lên này, thì sau một vài giây sau khi nó ổn định lại cái khối lượng thì nó mới cho chúng ta phép chúng ta đọc được khối lượng này.
chúng ta chỉ đọc khối lượng khi nó hiện thị cái biểu tượng này để chứng tỏ là cái giá trị đo cho chính xác. Vì cân chính xác của chúng ta này nó chính xác tới 4 số lẻ, cho nên là mọi người chúng ta cần theo đúng cái thiết bị kỹ thuật để đảm bảo là giá trị đo của chúng ta được phù hợp. Rồi ở bên này chúng ta có thêm một cái bong bóng để chúng ta cân chỉnh mặt phẳng. Mọi người biết là một thiết bị cân chúng ta cần nó cân chỉnh mặt phẳng nó đúng một mặt phẳng để cái giá trị cân chúng ta được chính xác. Thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cái nút xoay xoay ở phía trên này. Đây mình sẽ điều chỉnh lại một chút. Rồi nó đã là vô cái ngay tâm ngay chính giữa để đảm bảo chúng ta đo được chính xác. Rồi và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về cái tính năng của cái dòng cân GR series này. Như mọi người biết là một cân phân tích thì ngoài cái chính xác ra thì nó cần có thêm những cái tính năng hỗ trợ thì rất là phù hợp cũng như là tiện dụng cho mọi người. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu đây, cân này nó là một cái cân chính xác, nó có thể tự, nó là một cân có thể là chịu chuẩn nội, có nghĩa là chúng ta chỉ cần bấm nút can là nó có thể tự động calip lại để thay đổi cái điều kiện cân nó chính xác phù hợp. Tại vì như bạn biết là ví dụ như độ môi trường thay đổi thì cân nó sẽ tự tính toán ra cái sự khác biệt về khối lượng, thì nó sẽ tự động bù trừ để làm sao cho cái độ đo chính xác. Bởi vì độ lệch chuẩn của nó chỉ có khoảng là 0.0001 như là 4 số lẻ hay là 0.1 mg, có nghĩa là rất cực kỳ chính xác. Cho nên là cái sự thành hưởng những ảnh hưởng nhỏ nó có đều phải được tính toán tới. Do đó cái cân này thì nó có thể là thêm tính năng đó để chúng ta có thể bù trừ được những cái sai số đó. Rồi nhưng mọi người đấy, sau khi chúng ta calip lại thì nó sẽ về không, có nghĩa là không có gì ở trên cái bàn cân này cả. Rồi ngoài ra thì mình sẽ nhấn cho mọi người xem một số cái unit đơn vị đo khác. Thì đầu tiên mình sẽ bấm nút này này, nút mode này, nó sẽ đổi theo cái đơn vị khác, thì chúng ta đo là miligam. Rồi chúng ta có thêm cái, chúng ta có cân, chúng ta có thêm tính năng đếm, thì đếm khoảng 20 50 100, rồi sau khi đếm xong nó sẽ tính về khối lượng chúng ta. Thì cái này áp dụng cho chúng ta đo ở trong cái dây chuyền sản xuất. Rồi chúng ta có thể đo đến phần trăm, nghĩa là phần trăm khối lượng chúng ta có thể xét khối lượng sau đó chúng ta bỏ vào, rồi nó đến đạt tới 100% ta lấy ra, chúng ta không cần phải đo coi kết quả đo, cũng rất là phù hợp. Rồi chúng ta có thêm các cái đơn vị đo ở bên Mỹ và châu Âu, ví dụ như là OZ, rồi OZT, rồi CT, rồi rất là nhiều, nó tới khoảng tới 12 cái đơn vị đo rất phù hợp, gần như là đáp ứng gần như là mọi tiêu chuẩn dành cho cái công ty sản xuất công nghiệp. Rồi mình đã nói về cái đơn vị đo. Ngoài ra chúng ta có muốn bấm về zero này, xíu mình sẽ quay về game cho mọi người dễ nhìn. Rồi thì zero để chúng ta, ví dụ chúng ta đo những cái bình đo, chúng ta cho cái bình không vào xong chúng ta cho đo thể tích thì nó cũng sẽ đo xuyên ra được. Chỉ cần bỏ vào, chúng ta bấm về te, về zero là sẽ bù trừ được cái khối lượng đó. Rồi ngoài ra nó có thêm một cái phím tính năng ở đây. Rồi print này là dùng để chúng ta lưu dữ liệu sau khi chúng ta có một cái quả cân, ví dụ như thế này mình đặt vào. Rồi chúng ta khi đo công chúng ta đóng cửa lại để cho chúng ta chính xác. Rồi sau khi cái đơn vị đó đã ổn định rồi, chúng ta bấm nút print là dữ liệu này nó sẽ được lưu vào trong máy. Thiết bị cân này chúng ta có cái bộ nhớ trong nó tới 200 dữ liệu cân, thì do đó chúng ta có thể là phân tích cũng như là lưu trữ dữ liệu cân cực kỳ chính xác và hiệu quả. Rồi và xem một số tính năng khác nhỏ, nó trend này thì mình sẽ ở trong catalog có, thì mọi người có thể xem hoặc là nhờ cái sư xem khi để hỗ trợ thêm. Thì đó là những cái tính năng căn bản của thiết bị cân này. Rồi mình sẽ giới thiệu những cái một số tính năng nâng cao của cái dòng GR series này để cho người biết là tại sao nó lại vượt trội để được tin tưởng ở sử dụng ở Việt Nam nhiều như vậy. Thì đầu tiên thì cái thiết bị này chúng ta nó có thể thay đổi được cái độ phản hồi của nó là nhanh chậm dựa trên cái khối lượng cân. Thì điều này cực kỳ rất là quan trọng khi chúng ta sử dụng trong những cái môi trường nó bị rung lắc, hoặc là những cái phòng chúng ta không đo ở trong phòng lab mà chúng ta đo ở trên line hoặc là đo ở ngoài cái công trường, thì chúng ta cần phải có một độ nhảy thay đổi đi để cho cái quả đo được chính xác. Rồi
Ngoài ra thì như mình giới thiệu nãy thì thiết bị chúng ta có thể tự tự calip, thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể calip ngoại bằng những cái quả cân. Thì mình sẽ giới thiệu mọi người đây, ta coi trong manual thì nó có thể đo được sử dụng là cái chỗ nội này, rồi hoặc là chỗ bằng chỗ ngoại, rồi test chúng ta sử dụng các cái quả cân để test lại cái độ chính xác của cái thiết bị cân này, hoặc là chúng ta có thể là cái hiệu chỉnh lại, nó làm sao phải chữa chỉnh lại để loại bỏ những sai số. Thì ngoài ra thì SEMKEY cũng có hỗ trợ chúng ta có thể là gửi hiệu chuẩn thiết bị này để lấy chứng chỉ ISO 17025 để chúng ta có thể sử dụng trong nhà máy ở Việt Nam, thì rất là phù hợp cho mọi người. Ngoài ra thì một tính năng rất là nổi trội của thiết bị này đó là chúng ta có thể thiết bị cân này nó có thể đo được cái khối lượng riêng hay gọi là tỷ trọng. Thì đây là một gần như là một tính năng chỉ có thiết bị này có. Trên thị trường rất cực kỳ hiếm thiết bị có khả năng cái đo được cái khối này, bởi vì nó yêu cầu cái độ phức tạp cũng như là những độ chính xác cực kỳ cao. Tuy nhiên thiết bị này chúng ta thì có thể sử dụng được, thì nó sẽ sử dụng trên nguyên lý khá là đơn giản thôi. Thì nguyên lý là nó liệt kê ở đây là sử dụng khối lượng ở không khí chỉ, trừ đi khối lượng của nước trừ đi khối lượng trong không khí, thì nó sẽ ra được cái khối lượng riêng của cái chất rắn này chúng ta. Thì có như mọi người biết thì cái đối với chất rắn thì khối lượng riêng là một cái thông số cực kỳ quan trọng, chúng ta đều cần như đều phải đo đối với cái nhà máy sản xuất, ví dụ là hóa chất, hạt nhựa hay là những cái sản phẩm bánh, gần như là mọi dạng rắn chúng ta đều phải đo cái tỷ khối của nó. Thì cái bộ kit này thì nó sẽ bán rời, thì tùy theo cái nhu cầu của chúng ta thì chúng ta có thể là yêu cầu cái một phần hỗ trợ của Semiki để chúng ta tư vấn cũng như là cái hệ mua sắm cái bộ kit này. Rồi như mọi người mà và mình cũng đã giới thiệu hồi nãy thì kênh này chúng ta có cái cổng kết nối RS232, thì chúng ta có thể là tự mua cái cáp RS232 riêng để chúng ta tự động kết nối và hỗ trợ, thì trong manual này cũng có chúng ta hướng dẫn. Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho mọi người tổng quan về cái thiết bị dòng cân chính xác 400 GR200. Thì trong khung series này thì nó có thêm hai model, đó chính là GR120 và GR300, tương ứng khối lượng nó là khoảng 120 g và 300 g. Thì tùy theo cái nhu cầu sử dụng của nhà máy hoặc là khối lượng của cái sản phẩm của chúng ta mà chúng ta lựa chọn cái sản phẩm cân nó có cái khối lượng cân nó phù hợp. Thì về máy cơ AMD thì mình cũng đã giới thiệu nhiều trong những cái clip trước rồi, chúng ta có thể xem test thêm để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là những cái tham khảo những cái dòng sản phẩm khác đến từ máy cơ này. Thì độ nổi tiếng mà cũng như phổ dụng ở Việt Nam thì nó rất là nhiều rồi, thì mọi người có thể là xem xét ở trên cái trong website của Semiki để biết thêm thông tin chi tiết về những cái thiết bị này. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi.